Ok, hello anh em nhé. Hôm nay lại là phần 2 của hành trình ở C1. Và anh em biết rồi không? Tội phạm trên đảo này nhanh lắm anh em ơi. Là do có thanh niên đang dùng trái quách đang ở đây, nên là cái chiêu về của thanh niên càn hết mấy con quái trên này, nên là tôi một săn nhanh nữa. Thế nên bây giờ tôi đang đánh Rock Lucy ở là con boss cuối cùng ở cái đảo này này, chuẩn bị tạm biệt thanh niên đấy rồi. Trời ơi, nó tốc biến nhiều lắm, nhưng mà may mà con thanh niên thì một chiêu đi hết à. Đấy trời, đấy chưa hay anh em, quá hay luôn chứ. Ok, vậy là level 1507 rồi. Vậy là chúng ta đã được quyền sang đảo mới. Đấy, tạm biệt thanh niên trái quách này hỗ trợ tôi farm tất cả lính trên đảo này. Rồi, ok. Chuẩn bị đi sang đảo mới thôi, mong là nó không xa. Không phải. Cái nào nhỉ? À đây, đảo zombie. Ok, đi thôi. Và chúng ta đã đến đảo zombie. Nghe nói ở đây farm được kẹo, mà tôi cũng chả biết kẹo để làm gì. Với lại tôi mới chơi game này thôi, nên là anh em giải đáp cho tôi thắc mắc là cái kẹo để làm gì nhá. Và tôi tìm thấy cái này này, không hiểu sao nó tự nhiên trong ba lô, xong mở ra nó lại có mấy cái dở gương này, không hiểu, chả biết để làm gì luôn ấy. Xong rồi còn cái vũ khí này này, tôi chả biết là nó dùng để làm gì luôn đấy. Anh em nào biết thì cho tôi câu trả lời nhá. Giờ đi farm tiếp không? Ok, thì trong lúc đang farm con boss ở cái đảo này thì có một thanh niên dùng trái sói đến và triệu hồi con này. Trời ơi, không biết là triệu hồi kiểu gì luôn. Nghe thanh niên nói là phải đánh con boss kia rơi ra cái gì gì đấy, xong rồi mới triệu hồi được con này ở cái mộ này, và nó rơi ra cái mom sốt, chắc là kiếm của Big Mom à. Không hiểu tại sao kiếm của Big Mom lại ở trên người con quái này. Chắc bây giờ hai thanh niên hợp sức để đánh bại cái con boss chính của cái đảo này. Thanh niên dùng trái sói khống chế con quái, nó đầu cắm xuống đất luôn mà. Đó, đập kìa. Rồi, giờ có một gem mà, trời ơi. Và sau khi tôi định sang đảo mới thì tự nhiên thanh niên lại đánh ra thêm. Không hiểu sao thanh niên may mắn dữ vậy luôn ấy. Còn thì tôi đánh con boss cùng với thanh niên mãi rồi, cũng không nhận được cái gì cả. Đấy, đúng xui luôn. Trời ơi, đã không dây ra kiếm rồi. 20% mà đấy, 20% xui vậy. Đánh con boss kia còn không rơi ra cái vật để triệu hồi cho con quái này, không hiểu luôn. Thôi nghỉ luôn đi, không đánh nữa, mệt lắm rồi. Sang đảo mới. Ok, trước khi sang đảo mới thì chúng ta mua mấy cái chủ hoa đồng, mở ra 10 cái xem có cái gì. Trời, tôi không kéo được cái núm kia, nên là tôi đành phải mua từng cái một này. Nó nhỏ kinh khủng luôn. Đúng là game dành cho máy tính khác. Ủa, có trái lớp rồi này. Và chúng ta có trái cao su. Không biết nó có ngon như trong phim không. Ok, và sau khi chạy sang đảo mới mua võ rồng thì tôi lại quay lại đây. Mở thêm 10 cái nữa vào trong 2 tiếng sau. Tất nhiên rồi, anh em nghĩ gì mà tôi mua để liên tục như thế. Rồi, và chúng ta đã có thêm một trái Venom. Và tôi phát hiện ra của cái thanh niên này đổi ra chìa khóa được. Đấy, nên là chúng ta thử chìa khóa vàng nhá.
là không đổi được, phải 25 cái cơ, 25 điểm cơ. Thế thì đổi sang cái này, xem chìa khóa sắt nó có ra được đồ hiếm nhiều hơn không. Đấy, à, xem nào, chìa khóa sắt một cái đây, mở một phát nhá. À thôi, hay là mua 10 cái luôn đi, mua 9 cái đây. Ok nhá, liều nhá, 27 gem còn lại của tôi đấy. Úi dồi ôi, xui vãi cả trượng. Ô, có trọng lực. Ờ, rào chắn. Ít ra thì vẫn có trọng lực. Ôi trời ơi. Ok, sau một hồi suy nghĩ thì tôi lấy mấy cái trái ở trong ba lô của mình ra và cuối cùng cũng đủ điểm để lấy 25 điểm đổi chìa khóa vàng. Rồi quay một phát thôi nhé, tại vì hết gem luôn rồi. Đấy. Trời ơi. Ok, và đó là con cuối cùng rồi. Giờ chúng ta có thể đi đánh con boss cuối ở trên đảo này. Yeah. Và lý do tôi đánh con này đến level 1925 là dụ mấy con quái ở dưới này tập hợp lại khó lắm. Đấy, có khi còn đánh động vào cả con boss nữa, nên là tôi sợ. Đấy, tôi không thể đánh 4 con quái với một con boss liên tục được, nên là anh em thông cảm nhé. À, thật ra thì đánh con boss trên kia nó rơi ra nguyên liệu ngon phết đấy chứ. Ok, và đó là con boss cuối cùng của cái đảo này. Và chúng ta đến đảo cuối cùng của cái si này. Đây rồi. Trời ơi, một hành trình dài. Tôi còn lấy được cả cái kiếm huyền thoại luôn này. Đấy. Đấy, ngon chưa?
Ok, lái thuyền mãi mới đến. Lại còn thêm bọn này này. Bọn này rơi ra tiền anh em ơi. Có khi rơi ra cả trái ác quỷ nữa. Ngon đấy. Nhưng mà tôi toàn toàn ra trái cùi à. Người xui nó thế anh em ạ. Không trách được. Rồi xem nó bao nhiêu này. Thôi thì cho tiền thì cũng được. Đấy. Đó cũng được, cũng vài nghìn thôi à. Và trước khi đến cái đảo này tôi có nhận nhiệm vụ của một cái con NPC ở đấy, là đi giết mấy cái con này 10 con. Rồi tập hợp sẽ khá là lâu á, tại vì có thêm cả con boss kia mà tôi cũng không muốn nó đánh chết mình nữa. Và sau đó gặp một thanh niên trái graffiti, thanh niên giết tôi luôn, vừa vào đã giết tôi luôn, xong đánh con boss. Trời ơi, thanh niên ác độc vãi. Và tôi cũng phụ thanh niên đánh con boss nhưng mà gây không đủ sát thương nên là đợi một chút. Thanh niên đánh con boss thì có khi con boss nó đánh được vào tôi ấy, và tôi không muốn quay về cái đảo trước đâu. Phải tìm chỗ spawn đã. Đây rồi. Ok. À, quay lại yên tâm đánh rồi nhá. Úi dồi, hai thằng nhiều máu. Rồi, rơi ra luôn cả cái vũ khí luôn. Xịn. Trời ơi, con quái đâu rồi? Ủa, đâu rồi? Sao lại spawn lại chỗ đấy vậy? Tự nhiên có vũ khí mới luôn. Ngon. Ở kìa, cái con quái này lại spawn lại rồi. Rồi, ok, và nâng được một đống level. Hú xồi, phê. Chai đền quỷ. Để xem nó. Úi dồi, mastery kìa. 2000 ạ. Chắc là để sang C2 rồi nâng lên điểm kiếm nhỉ. Đấy, bây giờ cũng đầy đủ 1000 điểm võ rồi. Đấy, full chiêu võ rồng rồi. Biết chiêu nó thế nào rồi. Mà chiêu nó tầm ngắn quá. Chắc sang C2 thổi võ mới. Rồi, đi farm tiếp nha. Ok, cuối cùng cũng farm xong con quái này rồi. Bây giờ đến con tiếp theo. Chắc là tôi sẽ lại farm đến hơn 100 level để còn đánh con boss cuối cùng. Tại vì cũng như cái đảo trước thôi, mấy con quái nó quá xa nhau, làm mất thêm thời gian. Vậy nên là đấy, đánh con này cũng nhanh thôi, không có gì khó cả.
Ok, phán xong rồi. Giờ đến bot cuối rồi. Chắc chắn là cũng dễ dàng thôi em ơi. chết rồi. Mấy con quái xung quanh nó bị dính đam rồi nên là hơi khó đây. Nó đuổi tôi đến tận ngoài kia cơ mà. Nhưng mà farm bot thì gọi là cũng nhanh. Đấy, ngon lành luôn. Ok, thì cuối cùng farm xong con boss cuối cùng rồi. Và cái hệ thống nó bảo tôi đi tìm thằng Traveler ở cái đảo trước đấy. Ôi giời ơi, xa vãi. Ôi, thôi, đang định mua thuyền thì thôi, đành phải lướt đến đấy rồi. Xa vãi chứ. Đảo khởi đầu thì nói còn nói được chứ đảo đấy đi. Ôi rồi mà ai mà đến nơi. Ui lại nữa. Sao cái cảng nó lỗi dữ. Rồi bây giờ đi tìm thằng Traveler nè. Mà tôi cũng chả biết là thằng nào ở trong này. Ôi gì ấy. Nè, có chuyện à. Ôi, không biết là nó có trong này không. Không phải thằng cha này. Thằng cha này nó bảo tôi giết 10 con quái ở trong đấy rồi. Trên này có không? Hay là trên này? Cũng không phải. Thằng này nó bán kiểu bán cái kiếm. Đây. Đấy. Không biết nó ở đâu nhở. Kỳ lạ. Cũng chả phải thằng này. Thằng này là tôi mua võ rồi. Ôi giời ơi. Thôi chắc video dừng tại đây thôi. Anh em nào biết thằng Traveler nó trốn ở đâu thì cho tôi biết ở phần comment nhá. Đấy. Bye anh em nhá.